Thưa quý vị các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại đường Hoa Sa Nhiên Cây Dao thuộc phường Tân Quy Đông của thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Thì những ngày này thì cái tuyến đường này khá vắng vẻ các bạn. So với những cái hình ảnh của những ngày cận Tết thì những ngày đầu tháng 6 năm 2021 này thì một cái hình ảnh hoàn toàn đối lập. Khi hiện tại thì tuyến đường này rất là vắng. Do tỉnh Đồng Tháp cũng vừa có văn bản là thực hiện giãn cách và không tập trung đông người. Ngoài ra thì các khu điểm du lịch thì cũng tạm thời đóng cửa. Cho nên hiện tại thì mặc dù thời điểm mình quay thì cũng vào cái thời tiết mát mẻ, tuy nhiên thì tuyến đường này khá vắng. Nếu như những ngày thông thường thì các bạn, hai bên tuyến đường này thì có khá nhiều bà con nông dân ra đây để mà thực hiện gói hoa, cũng như là có rất là nhiều cái phương tiện tham gia vận chuyển hoa kiển để mà giao cho thương lái. Thì các bạn thấy thời điểm này thì trên tuyến đường này khá là vắng, không những ít thương lái mà bà con nông dân cũng không thấy xuất hiện luôn các bạn. Theo một số bà con nông dân ở làng hoa Sa Đéc thì những ngày qua thì cái việc tiêu thụ hoa kiển cũng gặp nhiều khó khăn, do nhiều tỉnh thành thì thực hiện giãn cách xã hội và hạn chế cái phương tiện đi lại, cho nên cái thương lái thì đến làng hoa khá là thưa thớt. Các bạn thấy thì trên cái đoạn đường dài hơn 2 km này thì nãy giờ mình đi cũng một đoạn khá dài rồi, nhưng mà cái phương tiện vận chuyển hoa kiển cũng như là cái hình ảnh nhộn nhịp của làng hoa thì khá là điều hiu. Các cái khu điểm du lịch ở trên cái tuyến đường hoa này thì cũng tạm thời tạm dừng đón khách rồi các bạn. Nếu như những ngày cận Tết thì cái tuyến đường hoa này thì luôn đông khách, thậm chí là có ngày kẹt xe luôn đó các bạn. Tức là nhiều phương tiện là phải đậu từ phía ngoài để mình đi bộ vào bên trong. Tuy nhiên thì thời điểm này thì cái tuyến đường hoa này khá là vắng, do người dân thực hiện cái việc giãn cách để phòng chống dịch bệnh.
cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.